Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị, các bạn. Một chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2009 với khối động cơ 1.6. Em đang chào bán tại salon với mức giá là 295 triệu. Có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Quý anh chị các bạn quan tâm đến mẫu xe thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976 08169. Đến xem xe trực tiếp tại cơ sở 1 Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương anh chị nhé. Sở hữu mẫu xe Mazda 3 hatchback rất là đẹp luôn. Đó, xe thì mang tên tư nhân, biển số Hà Nội. Xe đảm bảo cho anh chị các bạn là xe không lỗi gì, hoàn toàn sẵn đi thôi. Và mang cái tông màu tím anh chị nhá, mang cái tông màu tím. Đó, một cái tông màu rất đẹp, chị em phụ nữ chúng ta đi thì quá là ok luôn. Quý chị chào các bạn trong khu vực phía Nam thì không tiện qua xem xe, có thể kết nối Zalo số điện thoại nhá, 0976 081 699. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video cận cảnh cái mẫu xe cho quý vị anh chị các bạn yên tâm sở hữu và chốt cọc. Form dáng rất đẹp luôn. 1.6 Mazda 3 hatchback. Nhập đài anh chị nhá. Đó, cái dòng xe thì form dáng rất đẹp. Mà dòng xe nhập đài thì nó rất là bền. Mazda rất là thương hiệu rồi. Cảm biến trước sau, xe thì đang đảm bảo là không lỗi luôn. Đó, gầm vệ rất là đẹp. Đó, gầm cực đẹp luôn. Đó, giá rất hợp lý luôn. Đó, sơn xi rất là đẹp anh chị nhé. Sơn xi rất là đẹp luôn. Xe đảm bảo là không có va chạm, cấn đụng gì. Kính theo xe luôn. Đó, kính theo xe này. Nội thất da nguyên bản nhá anh chị nhá. Nội thất da nguyên bản này, không hề có hiện tượng ở rách dưới gì. Đó, cũ theo thời gian thôi. Đó, trải qua 10 năm sử dụng. Xe được trang bị đầy đủ túi khí này, ABS này. Đồ đài nguyên bản theo xe, cửa sổ trời toàn cảnh. Trần thì khá là sạch. Keo chỉ hoàn toàn là zin, không mất phân keo chỉ nào. Anh chị này. Bốn cánh keo chỉ zin nhá. Cửa đóng rất là nhẹ nhàng và chắc chắn này. Và tất cả các tổng lưng hạ kính của xe lên xuống rất là trơn tru. Và hoàn toàn là không hề có hiện tượng là rắt kính nhá. Đấy, ghế da theo xe đây. Cũ sần theo thời gian, cũ theo thời gian thôi này. Nhân theo thời gian nhá. Hoàn toàn là không có một chút gì ở rách dưới nhá. Hộp số tự động nguyên theo xe. Một cái dòng xe form dáng đẹp và 1.6 thì tiêu hao nhiên liệu của nó cũng rất hợp lý cho anh chị các bạn mua sử dụng luôn. Đó, phần nhựa táp lô đây. Lần đầu quý vị anh chị các bạn quan tâm đến mẫu xe thì alo trực tiếp cho em Loan nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là nhớ like và chia sẻ kênh giúp em để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất em đưa lên thường xuyên trong ngày. Đấy, nội thất ngoại thất của chiếc xe rất đẹp luôn. Hoàn toàn là bốn cánh keo chỉ zin. Và cái tông màu tím nhá, một cái tông màu rất là bắt mắt. Đấy, tím cũng không phải đậm quá, cũng không phải nhạt quá. Đảm bảo cho anh chị các bạn đến xem xe trực tiếp là ưng và chốt luôn được cái mẫu xe này. Đó, 295 triệu bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Đấy, nội ngoại thất của xe là đèn là nguyên bản theo xe luôn anh chị nhé. Đấy, đèn là đèn nguyên bản theo xe này, đèn gầm đây. Em sẽ quay cho anh chị các bạn cái hệ thống khoang máy của xe để anh chị các bạn cảm nhận đánh giá. Đây anh chị nhé, cái hệ thống khoang máy của chiếc Mazda 3 đây anh chị này, có máy nổ rất là êm. Động cơ 1.6 thì tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ tầm 7 lít trên 100km đường trường hỗn hợp anh chị nhé. Hỗn hợp nếu chúng ta đi đường thường thì chắc không tới tầm 7 lít đâu ạ. Đấy. Máy hoàn toàn là máy không có hiện tượng là chảy dầu nhớt nhá. Đấy, tất cả các hệ thống rằng của xe là không có hiện tượng là bị đâm xô gì này. Đấy. Xe rất đẹp luôn. Hoàn toàn mua về sẵn sử dụng, đổ xăng chạy thôi.
nhỉ capo nguyên theo xe, keo chỉ zin 100% anh chị nhá, không có hiện tượng là va chạm tấn đụng gì. Một chiếc xe với cái mức giá 295 triệu, số tự động, bản hatchback, form dáng đẹp, Mazda rất là thương hiệu luôn. Anh chị các bạn quan tâm thì alo trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại 0976 08 169. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.